Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Tôi là Khắc Trường đây. Bây giờ là 22:35, 29 tháng 12. Chuẩn bị đón năm mới rồi. Hôm nay tôi rất hứng thú. Tôi hứng lên mắt tôi ra, tôi ngồi tôi chế được một cái bếp lò các bạn ạ. Cái bếp này giúp các bạn sưởi ấm vào mùa đông, nấu được các thức đồ ăn ngon. Tôi đoán thế, cho nên là chào Hiệp Nguyễn nha. Bây giờ tôi mới ăn một cái bánh để chống đói. Còn chiều nay tôi chưa ăn cơm, tại vì tôi lúc tôi đi tôi nhặt đồ thì tôi nghĩ ra là cần phải làm cái bếp này, vừa sưởi ấm cho gia đình vào mùa đông, lại không có khói vào trong nhà, nấu được thức ăn đồ uống rất là tuyệt vời. Tôi dự kiến bây giờ tôi ăn tạm, mời bạn Tính này, mời Hiệp Nguyễn này, các bạn ăn một mình bánh nướng với tôi. Tôi chưa ăn cơm tối bởi vì tôi hứng thú với nó. Ăn sau. Rồi, bây giờ tôi sẽ nhóm các đứa bạn ra xem tôi phải đưa ra sau này, bởi vì tôi chưa làm được. Ông Hoàng, ôi chào Hiệp Nguyễn nhé. Ôi rồi, đúng đấy nè. Đó, toàn bộ là sắt tận. Đây rồi, nó lại chạy rồi anh Sơn ạ. Đã chạy rồi. Thôi, chào nhá. Đây, công trình khoa học của tôi đây. Tôi sẽ nhóm lửa nó lên, nhưng mà bây giờ phải có cái gì đó để cái điện thoại này nhỉ. Tôi nghĩ ra rồi, tôi sẽ để cái điện thoại ở đây. Tôi sẽ để cái điện thoại ở đây, dựa vào một cái nồi. Tôi sẽ để điện thoại dựa vào cái nồi này. Tôi ra tôi làm chơi chơi với các bạn. Sẽ đổ đấy. Rồi, chào mọi người nhé. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu khai trương nó. Chưa có một tí giò này, tôi vừa hoàn thành xong. Tôi vẫn đi đôi giày bộ đội đấy các bạn này. Từ sáng giờ mặc vẫn mặc cái chiếc quần cổ La Hi này. Không biết là nó có cháy không. Tôi nghĩ là nó sẽ phải cháy to thôi. Tôi nghĩ là nó sẽ phải cháy to thôi. Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời. Tôi có cái suy nghĩ là cần phải làm, trời thì nó đang rất là lạnh rồi. Thế là tôi có cái suy nghĩ là tôi cần phải làm một cái lò đốt để sưởi ấm trong gia đình. Đơn giản nhất có thể. Nhưng mà lại phải nấu được ăn cơ các bạn nhé. Tức là phải nấu được thức ăn đồ uống ở trên cái lò đốt này mà nhà không có khói. Đó, nhà không bị khói thì đấy mới là cái mong đợi của tôi. Chứ còn nếu mà nó có khói thì tôi cũng chẳng phải giới thiệu với các bạn làm gì cả. Nếu mà nó bị khói ra nhà thì tôi cũng chẳng giới thiệu với các bạn làm gì cả, cho nó mất thời gian của anh em. Mất thời gian của anh em đó. Thấy khói lên rất cao cho các bạn này. Khói lên cao rồi. Khói lên cao rồi anh em ơi. Khói lên cao rồi. Đây. Ôi, không có tí khói nào ra nhà các bạn ạ. Không có tí khói nào luôn. Đây, ủi đây. Thế có mấy người xem này. Ui, đông người xem đó. Tải củi của tôi ra. Tải củi của tôi, tải củi này tôi đang rất to, rất dài các bạn. Tôi cắt ngắn ra như này. Được cái là những cái củi mà để làm nòm mà các bạn đang nhìn thấy nó rất là mỏng này này. Đây chính là ở vùng cao ấy thì mọi người có rất nhiều củi để nấu lửa này. Bởi vì trên này người ta làm nhiều cái
trên này người ta làm nhiều cái ván bóc, từ những cây gỗ người ta bóc ra thành những tấm mỏng như này các bạn này. Sau đó người ta thì phơi khô xong ở áp lực cao người ta dùng chiếc lò hơi, người ta cho nó nén ở áp suất cao, khi nén ở áp suất cao cộng với keo nữa thì nó lại tạo thành những tấm ván phẳng, tấm ván phẳng sau đó người ta phủ phim lên. Ui không có tí khói nào, tuyệt vời không anh em, không có một tí khói nào ra đây cả. Đây anh em xem nhé này, không có tí khói nào ra đây. Chào thiết bị điện Minh Hùng nhá. Đây chẳng có tí khói nào ra đây cả. Spec Hoàng Phúc nhá, xin chào bạn nhá. Đây chẳng có tí khói nào ra ngoài này, mà khói nó lên trên cái ống này, rồi cái ống này sẽ được bắt lên một cái địa điểm nào đó ở trên qua cái mái nhà này. Nhưng mà do hôm nay thì tôi cũng chưa kịp làm, vừa bắt đầu làm xong thôi, thì cái vỏ này nó sẽ nóng lên. Khi nó nóng lên thì nó sẽ làm ấm ngôi nhà của chúng ta. Đồng thời cái mặt này này là chúng ta sẽ để nồi nước ở trên này. Rồi, lát nữa thì tôi sẽ để nồi nước vào trên đấy để cho nó, tôi rán trứng cho các bạn xem nhé các bạn nhé. Tôi sẽ rán trứng cho các bạn xem. Anh Sơn có thể giúp tôi được không? Anh có thể ra đây rán trứng giúp tôi được không? Đã bạn à? Tôi tiếp tục cho củi vào các anh em như này. Đây là những cái mẩu củi mà tôi cắt ra từ lâu rồi. Tôi sẽ cho nó vào đây, cho nó cháy to lên. Mới đầu tiên mình nhóm lửa trên, tại vì ở trên miền núi thì không có tiếc gì củi cả các bạn ạ. Củi rất rẻ thôi cho nên không phải gì phải tiếc. Ui khói này các bạn này. Khói này sẽ được bắt ra một cái ống đi ra xa ở phương trời nào đó qua cái mái tôn này. Hôm nay đang thử nghiệm ở đây thì cứ thế này. Đây là nhà tôi thì đằng sau có cái ta lui, cái tả ly hay còn gọi là ta lui cũng được. Đằng sau này về mùa hè thì cái tả ly này nó có hơi ẩm, cho nên ngồi đằng sau này rất là mát. Đấy, nhà tôi rộng lắm. Lát nữa thì nó sẽ nóng lên thôi. Nhưng mà đây chủ yếu là đồn chế để chơi chơi các bạn nhé, chứ không phải nhằm mục đích là để thương mại hay làm gì cả. Đấy, chế để chơi 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 để sưởi ấm gia đình khi mùa đông về thôi. Đấy, khi mùa đông về thì cái bầu, nguyên cái bầu nó nóng lên thôi thì nó là làm ấm ngôi nhà mình lên. Cái ống này nóng lên làm ấm ngôi nhà mình lên, cái này làm nóng lên ấm ngôi nhà mình lên, cái này nóng lên làm ấm ngôi nhà mình lên. Đấy. Sẽ có rất nhiều bạn bảo là tại sao anh Trường anh cắt nó lại được những tấm sắt tròn như này. Mình không cần phải ra thợ đâu các bạn ạ. Mình dùng compa anh em nhé. Mình dùng compa sau đó mình cắt nó thành vòng tròn như thế này. Sau đó mình cắt dùng máy cơ bắt plasma, thậm chí mình còn không cần phải mài đâu anh em này. Không cần phải mài đâu. Do tay mình nó không được đều thì nó có những vết lỗ này thôi. Nhưng mà nếu mà để trên cái máy nó cắt đi đều, dê đều ấy, thì nó sẽ rất là đẹp như này này. Các bạn nhìn nhé. Nó sẽ rất đều như này. Đó, nó sẽ rất đều đẹp như này. Đó, nó đều đẹp như này. Đấy, đây là cái xỉ của nó, mình có thể đập phát nó đi. Ôi không có tí khói nào đâu anh Sơn ơi. Tuyệt vời lắm anh Sơn ạ. Không có tí khói nào cả. Rất tuyệt vời luôn. Ôi giời, đây là quá trình làm của nó thì tôi vẫn đang không có tí khói nào cả. Bà Mon ra đây ngồi chơi sưởi ấm. Quấy à? Ừ. Được nhỉ. Chẳng đi khói nào vào nhà cả. Thì phải không? Được đấy. Đấy. Anh cho quả trứng lên đấy anh rán cho tôi đi. Trứng lên đấy rán được? Ừ. Nhưng mà có xong. Xong cứ lấy cái chảo nhỏ nhỏ ấy. Ừ. Cái chảo nhỏ nhỏ có mỡ ấy. Ừ. Này. Chảo này đâu? Không, chảo trên cùng đi. Đấy. Ở đây đúng rồi, cho đây. Rồi rán đậu ra ra. Cứ để đây thử này. Đấy các bạn nhá, tôi sẽ dán trứng ở trên này nhá. Lát nữa xem nó có nóng lên không nhá. Lát nữa nó sẽ nóng lên xem nó có sôi không anh em nhá. Được nhỉ. Sợi ấm nhỉ. Cát bụi trở về cát bụi. Chứ cát bụi trở về cát bụi được. Đấy, cho đây sẽ cho than đây rồi. Đấy. Chào tất cả các anh chị em nhá. Bây giờ thì mới có 11 giờ đêm thôi, vẫn còn sớm thôi anh em ạ. Thì đây trên màn hình các bạn đang nhìn thấy là cái sản phẩm hôm nay tôi ngẫu hứng lên thì tôi ra tôi chế nó để sưởi ấm mỗi gia đình vào mùa đông.
thậm chí chúng ta sẽ không bị khói ra nhà. Đấy, các bạn nhìn thấy nó không có tí khói nào ra cái cửa này cả. Chúng ta sẽ không bị mất oxy nếu mà tôi chỉ cần chế thêm một tí gì đó vào nữa thôi là nó sẽ không mất oxy của gia đình nhà chúng ta. Cái mặt đằng trước là tôi sẽ làm bằng kính chẳng hạn này. Đấy, bây giờ thì xem nó có nóng lên không. À, đúng rồi, lấy cái này. Đấy, nó đang chuẩn bị nóng lên đấy. Tôi có mấy miếng đậu tôi, trưa nay tôi còn chưa ăn. Lấy gì đấy anh Sơn? Đấy. Gì ạ? À đúng rồi, anh thử bắn bao nhiêu độ. Ôi tuyệt vời, anh Sơn. Anh Sơn nghĩ ra chiêu trò này. Tôi được. Xem cái này bao nhiêu độ này. Anh Sơn thử ống khói bao nhiêu độ. Ôi cái này 41 độ rồi. 41 độ à? 41 độ, ống khói bao nhiêu. Ôi ống khói 73 độ rồi. Ống khói có 73 này. Các bạn nhìn này, 80 rồi. Thế anh Sơn thử xem cái bầu này bao nhiêu độ. Cái bầu này các bạn nhé, 141 độ. 141 độ. Đây là đầu đốc như này này, 228 độ. Thế gọi anh thử... Cho anh có một bức khói này. Ừ, anh thì đo nước xem bao nhiêu độ được. Nước đây, xô nước bao nhiêu độ để xem biết chính xác là như này. Xem nước ngoài này bao nhiêu độ nhé các bạn nhé. 16 độ các bạn ạ. À, ngoài trời, nước ở ngoài trời đang 16 độ C. Nước ở ngoài trời đang 16 độ C các bạn nhé. Đây là cái máy đo laser, không cần tiếp xúc đâu anh em. Mình phóng cái tia này đi vào trong chậu nước kia, xong lại đo chậu nước kia. Nhìn kìa. Đấy, tia laser nó vào đấy, thì nó đo được là 16 độ C. Các bạn nhìn đèn laser này. À, chào anh Lộc Văn Thắng nha. Chào Spec Hoàng Phúc đây. Hôm nay em ngồi rảnh rỗi thì em lại chế ra cái bếp sưởi này. Cái bếp sưởi này ngoài nó có sơn nó đang cháy này anh Sơn này. Ừ. Cái sơn ngoài này khả năng là nó sẽ làm ám khói ra cái nồi đậu của mình quá. Thôi không sợ đâu. Thôi cất nó đi. Cất nó xuống đã. Đấy. Chào Quang Nguyễn nha. Đây là cái sự kiện chiều nay lúc tầm khoảng độ 6:40-6:50 gì đó, cứ gọi là 7 giờ tối đi. Thế mình ngẫu hứng lên mình ra mình làm cái bếp này, cái lò sưởi này giúp cho chúng ta sẽ sưởi ấm vào mùa đông và không có khói. À, đây là cái lớp sơn của cái thùng của cái bình nước các bạn ạ, lớp sơn của cái bình nước mà bình nóng lạnh, ấy. Đây là cái bình nóng lạnh, đây là có hai vòi kìa, nó cháy lên như thế đấy. Nó đang cháy lên như này thì nó có khói rồi, còn lúc đầu các bạn nhìn thấy nó không có khói đâu anh em nhé. Này, củi bắt đầu cháy to. Ơi. Thế bây giờ mình làm nhà hàng ấy nhỉ? Ừ. Chỉ để nguyên cái mâm này thôi. Ừ. Các bạn nhìn cái mâm này. Nếu mà cái mâm này 171 độ rồi các bạn ơi. Đâu? Cái mâm này. 170 độ rồi. 170 độ. Úi giời tuyệt vời. Ông khói bao nhiêu độ rồi? Ông khói này chắc cao đấy. 120. Ông khói 120. Thế cái thùng này bao nhiêu độ rồi? Cái thùng này chắc 300 độ. Cái nồi này 243 độ. Cái thùng này 243 độ. Đấy các bạn ạ. Các bạn chỉ cần cho củi vào nhầy thôi. Ui nóng lắm rồi anh em ạ. Này. Cái này không? Cái chỗ này này. Ừ. Chỗ này này. 265 độ. Úi giời. Thế thế. Nóng lắm. 265 độ rồi kìa. Anh Sơn anh xé ít củi kia thành nhỏ 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 để làm nom trong này. Để làm mồi cho nó. Thôi để nó ra tôi cầm đây. Chào giặt là Dục Tú nha. Các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đây là mình đang thử nghiệm cái... Tức là chiều nay ấy, là lúc 4 giờ à lúc 6:40 ấy, là mình thấy rảnh thời gian. Mình vừa đi lắp máy giặt cho anh em ở dưới Hải Dương mới xong lại sang Phù Cừ Hưng Yên chơi. Thế là mình về chiều hôm qua. À, tối nay lúc khoảng độ gần 19 giờ ấy, là mình rảnh rỗi rỗi là mình nghĩ ra là làm cái bếp sưởi này. Cái bếp sưởi này sẽ sưởi ngay trong nhà mà không có khói. À, tôi sẽ tận dụng cái đường anh Thắng Thổ nha, chào anh Thắng Thổ nha. Tôi sẽ tận dụng cái đường cấp nước của cái bình nóng lạnh này. Tôi thổi miên man vào đây. Đằng trước này tôi sẽ làm cái cửa bằng kính. Tôi dùng bông gốm, tôi sẽ làm gioăng bằng bông gốm cho nó. Như vậy là nó sẽ không có khói ra ngoài này mà cái đường thổi kia vào thì tôi sẽ lấy nguồn gió lạnh ở ngoài ngôi nhà của chúng ta để thổi vào đấy. Như vậy là chúng ta sưởi ấm mà không mất oxy. Nào, đúng không các bạn? Đúng nguyên lý chưa? Những ai thấy cái ý tưởng này hay, cho tôi một like nhá. Tức là tôi sẽ lấy cho một cái quạt hút gió ở ngoài trời, ở ngoài nhà,
thổi vào cái ống này, cấp oxy cho cái lửa này, cái cửa này, đây cái cửa này, cái cửa này tôi vẫn chưa thay quần áo này anh Thắng này, từ chiều giờ này, cái cửa này tôi sẽ đóng lại, tôi sẽ đóng lại và tôi dùng bông gốm để tôi làm gioăng cho nó, hoặc là bông vải thủy tinh tôi làm gioăng cho nó miên man đẹp một tí. Đấy, thế là tôi đục lỗ ra mắt cáo như này. Đấy, tôi cho cái thủy tinh chống chịu nhiệt vào đây. Thế là ngôi nhà chúng ta bập bùng lửa. Đấy, mà trong đó tôi lại nấu ăn được. Đây, nấu ăn ở trên cái bếp này. Nấu ăn được ở trên cái bếp này. À, bây giờ thì tôi xem cái nồi mỡ bao nhiêu độ này. Mới có 31 độ các bạn ạ. 57 độ rồi. Có 57 độ thì chưa sôi được. Chưa sôi được. Tiếp tục cho củi vào. Cháy to chẳng đã đời. Tiếc gì tí củi. Cho đầy than vào. Tiếc gì tí củi. Ngôi nhà của củi mà nè. Tiếc cái củi thì có nói chuyện gì nữa. À. Ừ, cái này mà không có than là không có cái mồi này lại tắt đi đấy anh xem ạ. Tôi đo nhiệt độ ngoài trời này được khoảng tầm 14 độ rồi. 14 độ thôi à? Anh đừng đo vào cái cây sắt kia này. Đấy, đứng xa anh bắn vào cây sắt này. Bao nhiêu độ? 15 độ. Bắn vào cái cây sắt to kia này. Thì là rè bắn vào đấy rồi. 16 độ. Thì bao nhiêu độ? 16 độ. 16 độ. Nếu ngoài trời này thì ngoài trời 16 độ. Ừ. Thì cây sắt nó chính là biểu hiện của ngoài trời mà. Thế tôi đo từ xa vào cái nồi này cho các bạn nhé. 154 độ này. 154 độ. Lửa nhỏ quá. Nhỏ đấy. Ừ. Tôi đo cái cuối này. 166 độ này. Đấy, đang nói dở với các bạn là cái bếp này ấy, là sẽ nấu ăn ở trên này. Và ống khói này mình sẽ bắc ở trong nhà đi ra khỏi cái mái hiên kia thông qua một đường ống ngoằn nghèo. Đường ống ngoằn nghèo này sẽ nằm ở trong nhà coi như là một thiết bị để tạo ra nhiệt độ cho ngôi nhà của chúng ta. Nó giống như là cái tủ lạnh ấy. Nó giống như cái tủ lạnh ấy. Ngày trước, ngày bây giờ thì người ta dùng đến cái quạt gió. Nhưng bây giờ ngày xưa là người ta cứ bắc ngoằn nghèo xong người ta để những cái khay đá lên. Thế là khay nước lên, thèo là thành đá. Thiết bị điện Minh Hùng đúng không? Là thành đá. Đấy, bây giờ chúng ta cũng làm một ống khói ngoằn nghèo trong nhà cộng với cái mặt này nó tạo ra nhiệt này. Cái này nó tạo ra nhiệt này, cái này tạo ra nhiệt này, cái này tạo ra nhiệt này. Trong cái đó oxy thì lấy ngoài trời vào. À, ngay chừng là chúng ta sẽ ấm áp về mùa đông đấy. Chúng ta sẽ ấm áp về mùa đông mà vẫn có đồ nấu ăn đấy. Nhỏ được quá. Thôi thì anh Sơn đi ngủ đi nhá. Ngủ đi, mai là đi học. Tôi ngồi đây tôi sửa ấy. Tôi sửa ấm ấm tí. Bây giờ tôi hàn nó tốc độ cao rồi các bạn ạ. Ngày trước tôi hàn, ví dụ như tôi hàn những cái sắt mỏng như này tôi hàn lâu lắm. Nhưng bây giờ tôi hàn vèo phát xong. Đấy. Hàn vèo phát xong. Chào Giặt Là Dục Tú nha, chào Hiệp Nguyễn nha, chào 7 anh em đang xem nha. Rất vui mừng được chào đón anh em. Tôi là Khắc Trường đây. Tôi đang trải nghiệm cái sản phẩm mà chiều nay tôi làm. Từ lúc 7 giờ tối cho đến bây giờ đó anh em. Không biết nó có nấu sôi được cái chảo kia lên không nhỉ? Cái chảo mỡ sôi thường sẽ sôi trăm tầm của nó 200 độ, 150 độ nó bắt đầu sôi. Mà bây giờ thì ngoài đấy thì chưa biết bao nhiêu độ. Xem nào. Ừ, vẫn sờ được nhưng mà nóng lắm rồi. Úi giời. Ui giời, cái mặt đấy nóng lắm anh em ạ. Cái mặt tròn tròn này nóng lắm. Này. Tôi vừa hàn xong phát ra đây thử nghiệm luôn. Tại vì tôi e rằng là tối quá thì mọi người lại ngủ mất. Đêm quá mọi người ngủ mất. Cho nên là tôi phải vội vội vàng đi ra thử luôn. Đã bếp củi của chúng ta đấy. Bếp củi chúng ta lại đây. Đấy, tôi khoét hai cái lỗ kia để cho nó lấy oxy vào. Đấy. Khi nó lấy oxy vào như này thì nó lửa lại càng cháy mạnh các bạn nhé. Thì tại vì là nó tạo thành luồng gió mạnh nó hút ở ngoài trời này vào này. Khi nó là luồng gió mạnh hút ở ngoài trời này, ngoài chỗ tôi ngồi vào ấy, thì nó tạo thành cái luồng gió thổi, chính cái luồng gió mà đối lưu đấy
nó lại quạt cho cái bếp của chúng ta cháy to hơn, quạt cho cái bếp này cháy to hơn. Giờ tôi mở cho các bạn xem, tôi sẽ đút rút cái than này ra để các bạn nhìn thấy nó hút như thế nào. Chắc chắn là nó hút rất mạnh anh em nhé. Này này, em thấy chưa, anh em nhìn thấy cái ngọn lửa nó hút vào này, này đấy, nó hút vào này, nó hút vào này, các bạn thấy nó hút vào chưa, này hút vào này, đấy này, đấy nó hút vào đấy, hút vào này, đấy anh em thấy nó hút vào chưa, gió đang được hút vào rất là mạnh. Tôi nghĩ là hôm nay Facebook họ sẽ cấm tôi không live stream nữa, bởi vì tôi hay live stream quá. Có việc gì hay hay tôi lại live stream chia sẻ với mọi người cho vui. Nếu mà cái này, nếu mà cái mặt này này mà quay nó thành cái bể nước ấy, thì chúng ta sẽ làm bằng inox, thì chúng ta sẽ có nước nóng ngay lập tức. Còn nếu đi qua gián tiếp như này thì tiếp xúc gián tiếp như này với lại cái lửa ấy, thì nó sẽ lâu hơn rất nhiều. Chứ cộng với lại cái tấm này nó tản nhiệt, cái tấm này tôi làm to này, nó tản nhiệt mạnh quá. Mục đích của ta là để sưởi ấm gia đình nên là tôi làm tản nhiệt to lắm đây này. Cái tấm này to ra để nó thu nhiệt và nó tỏa ra ngôi nhà của chúng ta, ấm áp cho gia đình nhà chúng ta. Vâng, có. Đã mời chú Ngô Huân vào xem live stream. Rất ấm áp. Chỉ gọi nồi đậu không sôi. Nồi đậu chẳng sôi gì cả. Hay là nồi lẩu nhỉ? Nồi đậu này xem nào. Ôi, cũng nóng phết rồi đấy. Úi dồi, nóng lắm rồi anh em ạ. Này mà nấu nước thì được. Qua mỡ thì nó ở sôi ở nhiệt độ cao thì không được, thì chưa thấy gì thôi. Cho nên lửa phải cho to lên. Đấy. Tôi quay trực tiếp để các bạn cùng biết cách làm nhé. Tôi quay thật chi tiết để các bạn cùng biết cách làm anh em nhé. Đấy, lửa cháy to chưa anh em? Ừ. Lửa cháy to đến mức độ mà cái đây này, cái men ở ngoài, lớp men ngoài này, này lớp sơn ngoài cùng này, nó cháy phà phà rồi các bạn này. Cháy phà phà rồi, đấy, nó bốc khói lên rồi. Nhiệt độ cao quá, sơn không chịu được. Sơn không chịu được, nóng, chảy, đốt. Đây, ui, anh Sơn ơi, thành công rồi. Anh Sơn ơi, thành công rồi. Sôi rồi. Sôi rồi, các bạn ơi, sôi rồi. Các bạn ơi, sôi rồi này. Sôi rồi này anh em ơi. Sôi rồi, thật sự là sôi rồi anh em ơi. Đậu của tôi sôi rồi. Đậu của tôi sôi rồi anh em ơi. Quá sôi rồi anh em này. Sôi rồi. Đây. Tuyệt vời chưa? Sôi rồi. Thử đo bao nhiêu độ anh Sơn? Tôi đoán là 200 độ. Anh cứ cho chỗ này xem khoảng bao nhiêu độ của tôi. Đây, chỗ này này. 127 độ này. Đấy, 127 độ. Khoảng độ 150 độ là nó sôi ấm ấm mà. Ừ. Này cháy bỉn, nó bị cháy sơn. Cháy sơn này ghê quá. Khẽ quá. Thôi được. Sao nhãn mùi ấy. Thôi được, mai dùng máy lại ấy đi.
mai dùng máy để đánh nó đi, nay không đánh nổi nó ấy. Cái lớp sơn nó rất mỏng rồi. Nó khói phà, đây khói thì không phải khói ở trong này ra đâu anh em nhé, khói do lớp sơn bị cháy. Tôi định đánh nó nhưng mà tôi lại không nghĩ thôi, tôi không đánh đấy. Rồi, xin chào tất cả các anh chị em, thật tuyệt vời anh chị em ơi, rất tuyệt vời anh chị em ạ, rất tuyệt vời, chỉ mất có 3 tiếng đồng hồ thôi là làm xong cái lò đốt sưởi ấm cho gia đình vào mùa đông. Anh em sưởi quanh đây nguyên cái hơi ấm này thôi thì nó đã làm ấm chúng ta rồi. Đấy, không khói ra ngoài này, không có khói ở ngoài mặt này, không có khói ở ngoài mặt này. Tiếp theo nữa đó là cái mặt này thì chúng ta đã nấu được thức ăn, chúng ta đã nấu được thức ăn, đang sôi rồi. Đấy, đậu đang được sôi rồi, đậu đang được rán rồi, đang sôi xèo cho anh em nhìn này. Đấy, đậu sôi xèo rồi. Cái mặt của cái này, cái nồi này, cái chảo này, cu sơn vừa đo được 127, bây giờ chắc là khoảng độ 150 rồi. Cái ống này chắc cũng khoảng độ 200 độ rồi. Cái tấm này bây giờ chỗ này chắc phải tầm khoảng độ 400 độ rồi, 300 độ rồi. Đấy, ui giời tuyệt vời chưa anh em này. Ôi giời ơi, em Bon ngủ mất rồi, em Bon mà ra đây thức chơi xem thì tuyệt vời quá. Cái này mai nó cháy đi, nó cháy đi thì tôi sẽ đánh lại, tôi sẽ dùng máy trà, tôi trà hết cái lớp sơn bị cháy này đi, để lúc nào tôi cho vào trong nhà, mai tôi cho vào trong nhà thì không còn khói vào nhà nữa anh em ạ, sẽ không còn khói nữa, nhà sẽ phải ấm áp thôi, nhà ấm áp mà không có khói, điều này mới trở nên tuyệt vời anh em ạ. Đây anh em xem này, ấy ấy, đậu vàng rồi anh em ơi, vàng rồi, đậu vàng rồi, xin mời anh em chuẩn bị ăn đậu rán với mình. Ấy, mời anh em ăn đậu rán với khắc trường tôi nhé. Thì độ cái khói sơn này mùi ghê lắm anh em ạ, cái khói sơn này mùi ghê lắm. Cái khói sơn ngoài kia tôi chỉ sợ nó vàng phất vào đậu kia, ăn tí nó chết đầy bụng chết to rồi. Trong ngoài lửa cháy to phập phùng chưa anh em? Đề nghị anh Sơn chia sẻ giúp tôi hai lần. Đề nghị anh Sơn chia sẻ giúp tôi hai lần. Lúc trước tôi định làm cái đối trọng cho nó ở đây, tại vì tôi sợ nó cái ống khói bên này nó nặng quá thì nó dí đổ cái này xuống. Nhưng mà qua 3 điểm không thẳng hàng cho chúng ta xác định một mặt phẳng anh em ạ. Qua 3 điểm không thẳng hàng thì cho giúp chúng ta xác định một mặt phẳng. Chính vì lẽ đó tôi làm cái lại mặt cái kiềng 3 chân. Khi tôi làm 3 chân tôi đánh thẳng ở đây. Đây các bạn xem. Ui rồi, chào một bạn like nhá. Cảm ơn bạn, rất vui mừng. Đấy anh em này. Ui khô mỡ rồi. Đấy anh em thấy. Đấy mà. Ui. Tuyệt vời rồi, có đậu rán ngon rồi. Có đậu rán ngon rồi. À, tôi đi lấy tí mỡ cho vào. Tôi lấy tí mỡ cho vào. Cho nó ăn ngon tí. Lấy thêm tí mỡ cho vào. Đấy, lấy thêm tí mỡ cho vào xong rồi. Cho thêm trái trứng vào ăn cho nó tuyệt vời anh em ạ. Cho thêm trái trứng vào ăn cho tuyệt vời. Và các bạn chờ tôi tí để tôi đập trái trứng vào nhé. Tôi đập một trái trứng vào. Ui cháy đỏ lắm anh em ạ, ui ấm ấm lắm, nóng rát hết mặt rồi, nóng rát hết mặt rồi anh em ạ. Để điện thoại lên trên túi ngực này, quả trứng vào đây. Để quả trứng vào đấy. Rồi đập quả trứng vào đấy, các bạn xem nó chín chưa này. Đấy, cho ít hạt tiêu vào.
ấy hạt tiêu và ăn cả thơm. Chúng đang chín rồi, chúng đang dần dần chín rồi các bạn này. Tiêu cho thơm, và tiêu vào. Đấy là chúng ta có trứng rán rồi. Giờ tôi mới ăn cơm đấy các bạn ạ. Đó, trứng chín rồi anh em này. Đấy, ô, trứng chín rồi. Đậu rán ngon rồi này, đậu rán ngon rồi. Trứng ngon rồi. Đậu rán ngon rồi anh em. Tôi livestream thì tôi hay gặp anh Quang Hanh, anh ấy like bài của tôi lắm. Nhưng mà chắc hôm nay anh ấy lấy vợ. Hôm nay là ngày cưới của anh ấy, chắc mặn nồng lắm bây giờ thì không xem được rồi. Tôi cứ chờ đón mãi anh Hanh anh ấy ra xem livestream của tôi. Mà chắc là anh ấy đang mặn nồng rồi. Rồi, xin chào anh em nhé. Phạm Văn Chiến, rồi Phạm Thắng Thổ. Thắng Thổ ăn với anh không? Sao không nhìn thấy ai like, ai nói câu gì nhỉ? À, câu hỏi này đúng đấy. Câu hỏi của Vũ Khắc Hoành hay đấy. Nếu mà lâu ngày ấy, cái muội than nó bám vào trong cái ống này này, nó bám vào trong ống này này, thì tất nhiên là nó sẽ bị mất. Đúng câu hỏi của bạn là chuẩn đấy. Nó sẽ giảm đi tính dẫn nhiệt, nó giống như cái nồi này. Mà lâu chúng ta đun bếp củi ấy, nó tạo thành cái lớp bồ hóng này này. Và nó cộng với mỡ nữa, nó kết lại thành lớp dày. Thì đúng là hấp thụ nhiệt kém đi. Ở trong đấy nó không có mỡ. À, nếu mà nó dày lên thì chúng ta gõ vào cái thành này, keng 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 keng. Đó, ui ôi. Sau khi mà bạn hỏi như vậy là mình đấy, bạn chỉ việc gõ cái ống này vào đây này. Bạn lấy cái gậy sắt bạn gõ. Ui, đêm khuya tôi võ to quá. Nhá. Thế thì cái bổ hóng nó sẽ rơi xuống. Còn bạn nào mà chăm chỉ thì sau khoảng một vụ đông ấy. Họ một vụ đông mà cứ đốt này thì còn lâu nó mới bám được dày. Thì chúng ta ra chúng ta mấy lấy máy rửa xe chúng ta xịt từ dưới lên thế là xong thôi. Cần thiết tôi mở ra đây một cái lỗ nữa là cái van nước ở đây xịt nó vào. Ồ được anh em ạ, đúng câu hỏi của Vũ Khắc Hoành. Tất cả những bạn hay hỏi là những bạn mà có cái tư duy rất tốt. Cuộc sống của chúng ta tràn ngập những câu hỏi. Những bạn học đại học ra thì người ta trả lời đến câu hỏi vì sao. Và những bạn nào mà học thạc sĩ, tiến sĩ ra thì lại trả lời được những câu hỏi vì sao của những vì sao. Còn những ông nông dân như Khắc Trường mình thì chỉ biết làm mà lại không giải thích được là vì sao. Các bạn ạ, những anh nông dân như Khắc Trường mình thì chỉ biết làm thôi mà không biết giải thích là vì sao. Đấy, bây giờ có rất đông anh em tôi mô phỏng lại cái quá trình làm cái này nhá. Ý đồ của tôi là cái cửa này này là sẽ làm dạng hình tổ ong. Sau đó lót bên trong là một lớp kính chịu nhiệt. Sau đó nó được ép chặt vào đây bởi gioăng. Gioăng này làm bằng bông thủy tinh hoặc là vải thủy tinh cho nó đẹp đẹp tí, giống như cái kính hàn ấy. Đấy. Trên này có những cái lỗ tổ ong đây nhưng mà không hút khí ở đây để đốt cái lượng củi trong này. Mà tôi sẽ dùng cái quạt tôi thổi vào đây, cái quạt chạy thổi lưu diêu thôi. Cấp gió ở đây. Cái quạt này được nối với một cái ống dài như này. Tống tít ra ngoài đường ngoài kia để lấy không khí ở tận ở ngoài nhà chúng ta thổi vào đây để đốt. Như vậy là cái lò này nó cháy mà không mất oxy của gia đình nhà chúng ta nhé. Lấy oxy để đốt củi mà không mất oxy của gia đình chúng ta, mà lấy oxy tận ở nơi phương trời xa kia. Điều này nó sẽ làm cho chúng ta ấm áp. Cái ống khói tôi làm cái mặt bích này nó dày lên và nó to lên để làm gì? Nhằm mục đích là để tỏa nhiệt ra ngôi nhà chúng ta được nhiều nhất có thể. Cái ống này là tôi sẽ làm nó vòng vèo đi lên tận mái hiên nhà kia. Như vậy là khói đi một nơi, nhiệt đi một nơi, oxy để đốt nó một nơi. Như vậy là chúng ta sẽ không bị mất oxy và chúng ta sẽ
ấm áp về mùa đông lại còn nấu ăn được ấy, trời cháy 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 anh em ạ. Thôi ngon quá rồi anh ơi. Mấy anh em ăn đậu rán nhá, đấy miếng đậu rán từ đầu các bạn nhìn thấy nó trắng phau, bây giờ nó đã cháy cháy rồi này, nó cháy cháy rồi đấy đấy. Thôi xin mời anh em nhá, đấy xin mời anh em nhá. Ui dồi ôi, rất mời. Ngồi đây bây giờ sắp muốn cởi áo rồi anh em ạ, ngồi đây giờ sắp muốn cởi áo rồi. Rồi xin mời anh em, khả năng tôi phải đi lấy cốc bia về uống cho nó thưởng thức về cái thành quả này mới được. Lúc tôi ở với người Mông ấy, 2 năm 18 tháng, tức là 18 tháng. Ngon quá, ngon quá. Rồi chào anh em nhá, chào chú Phi nhá. Chú Phi hôm nay thế nào mà tay đang để chỗ ấm êm mà tự nhiên lại cầm vào cái điện thoại làm cái chi không biết được. Tay đang để chỗ ấm. Nhà Phi nhờ, chú lúc nào cũng thế thôi. Tay chân lúc nào cũng nhộn nhịp. Tay chân của chú Phi lúc nào cũng nhộn nhịp. Tối ngủ chẳng để ở cái chỗ quy định, toàn để ở cái chỗ ấm êm. Đấy. Đây này các bạn này. Đây này các bạn này, đấy tôi dán chín rồi này. Tôi dán chín trứng rồi, dán chín thức ăn rồi này. Đây này, để đây tí nó lại nóng lên này. Đây. À đấy, nói với các bạn là để cắt được cái hình tròn này là dùng compa. Dùng compa xong rồi đưa cái máy cắt plasma vào. Nói chung là cái tấm sắt dày 3 ly như này cắt như kiểu là cắt kéo, à giống nhanh hơn cắt kéo các bạn nhé. Các bạn cắt giấy bằng kéo nó còn chậm hơn là mình cắt bằng dùng máy cắt plasma để cắt sắt, để cắt sắt này này. Cái ống này mình dùng máy cắt plasma cho nên các bạn nhìn cái đường đi của nó không giống như cái đường cắt của máy cắt bằng tay nhé. Máy cắt bằng tay thì các bạn nó sẽ đi theo kiểu khác. Cái đường cắt này nó sẽ kiểu khác. Còn nếu dùng máy cắt plasma thì gần như là vết cắt xong nó sẽ phẳng lì nha, nó không cần phải mài anh em ạ. Mà tốc độ cắt cao. Tốc độ cắt cao, chi phí thấp. Đây, chào Đoàn Tiến Dũng nhá. Đoàn Tiến Dũng chế con này mà sưởi ấm trên đấy này. Giải thích lại cho anh em ở các mọi miền biết về nguyên lý hoạt động của cái này nhá. Cái lò này sẽ cho những cái khúc củi này đây, cho những khúc củi này vào. Đấy, khúc củi dài hơn này khoảng 3-40 phân đều được hết này. Đây là cái củi này tôi đốt cho mọi hôm. Sau đó hơi để đốt cho cái lò này, chúng ta sẽ để một cái quạt ở xa, tít đằng xa kia, hoặc là chúng ta để cái quạt ngay đây, chúng ta nối một cái ống vào đây để chúng ta kéo hút hơi oxy từ một nơi phương trời xa đằng kia cấp cho cái này. Đấy, cái ống, cái quạt mà để cấp gió vào cho để đốt lửa này này thì sẽ là lấy ở phương trời xa, vì vậy nó sẽ không làm mất oxy của gia đình chúng ta anh em nhá, không mất oxy gia đình chúng ta. Cái cửa này thì chúng ta sẽ làm cũng đã để ô mắt cáo như này, nhưng mà để cho đẹp thôi. Chúng ta sẽ làm hình dạng tổ ong giống như những chiếc máy sấy mà tôi hay quay cho các bạn ấy, trông nó nghịch ngợm một tí, trông nó vẻ khoa học một tí. Sau đó chúng ta dùng bông thủy tinh hoặc là bông gốm, chúng ta tạo thành cái gioăng ở đây giống như kính hàn của chúng ta ấy, trông nó đẹp đẹp một tí ở đây để cho nó không bị hút oxy của phòng ngủ chúng ta hay gia đình của chúng ta vào đây để đốt cái này, mà nó phải lấy oxy ở tận ở nơi phương trời xa để đốt nó. Đấy là làm cho chúng ta không mất oxy. Tiếp theo nữa nó lên đây, hơi nóng nó sẽ lên đây thì nó vào cái mặt bích này. Cái mặt bích này tôi làm dày mục đích là để thu nhiệt, vừa để nấu thức ăn. Các bạn nhìn thấy nó sôi chưa, đây này, đấy, nấu thức ăn. Các bạn đừng nghĩ rằng là cái ống này nó bẩn thì để lên đây thì nó nguy hiểm bẩn đồ ăn của tôi nhé. Nó có rơi lên đây cũng chẳng sao cả, bởi vì nhiệt độ trong này hơn 100 độ C, mấy con vi khuẩn vớ vẩn nó chết luôn, chẳng sợ đâu. Đấy. Tôi nói thật các bạn, tôi ở bên người Mông mãi rồi, cho bánh dày vào bếp này ăn luôn, chấm luôn giò ăn, chẳng sao cả, nó còn khỏe người ấy. Bạn nào mà là con gái ấy, cứ chịu khó ăn bánh dày chấm giò này, để con trai phà các bạn nhé. Môi trường ở tử cung nó thay đổi, thế để con trai phà. Đấy. Tôi để mấy đứa con trai rồi. Đấy. Thế ở đây thì cái mặt này sẽ thu nhiệt xong ống khói lên đây được đẩy ra ngoài mái hiên nhà kia. Như vậy là ngôi nhà của chúng ta sẽ rất ấm áp mà không bị mất oxy. Anh em
Đấy, tôi chia sẻ như vậy để anh em đỡ phải mất công nghiên cứu. Có cái thằng Trường nó nghiên cứu hộ rồi. Cái máy giặt tôi cũng hay chia sẻ để anh em làm. Đấy, có cái thằng Trường nó đã chia sẻ ra rồi, cứ thế mà phang thôi. Làm những cái này dễ lắm anh em. Tôi mất 3 tiếng, tôi nói đầu live stream đấy. Từ lúc 6 giờ 40 tôi bắt đầu chuẩn bị dập dịch. Sau đó đến 10 rưỡi vừa rồi là tôi đi dọn nhà, dọn cửa cho chó ăn, cho nó cất chó vào nhà. Đóng các cái công tắc cảm biến để đo lường bọn trộm nó vào đến đâu. Đó, sau đó ra đây để thử với anh em cho vui. Đấy, mời anh em dùng trứng rán, đậu rán với tôi nhá. Đấy, ủi ngon đấy, nóng lắm anh em ạ. Nó dại nhỉ, không để ấm nước đây để tí. Để ấm nước đây để tí vào đấy nhỉ. Thì tắm nhỉ. Để một ít nước lên đấy mà tí tắm cho tội gì, đúng không anh em? Tận dụng nhiệt đó chứ. Đây các bạn này, nước rơi đâu là nổ tung rồi đấy. Này các bạn nhìn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Sôi luôn. Như hôm tôi làm ở Sapa ấy là cái mặt này này, tôi làm bằng inox. Mọi thứ tôi làm bằng inox để lấy nước nóng để dùng. Đấy, chỉ cần gáo nước thôi, tí tôi gội đầu thôi mà các bạn. Tôi là người đàn ông lười tắm nhất thế kỷ. Tôi là người đàn ông này. Đấy các bạn này. Các bạn thử tính nghĩ sao nếu mà tầng kia củi mà nó cứ phe phẩy ấm áp chúng ta cả đêm. Còn gì bằng nữa các bạn? Không còn gì bằng nữa. Đúng không? Các bạn thử tưởng tượng xem. Sự cháy của carbon nó mạnh mẽ lắm các bạn ạ. Ngon co ngót vì nhiệt độ ấy. Tôi nóng quá, bây giờ phải cởi áo rồi anh em ạ. Ngồi lên nóng quá rồi. Vừa tôi mặc mấy áo rồi, bây giờ tôi nóng quá rồi. Đây nhà tôi này. Đây anh em này. Nhà tôi nhà tranh vách nứa là nứa thôi. Nhà tôi thì nhà tranh vách nứa thôi, nó chỉ hoàn toàn là bờ rô xi măng với lại tường xây đơn sơ mộc mạc lắm. À đấy, giới thiệu các bạn nhé. Giới thiệu các bạn đây. Tôi đi lắp máy giặt cho một anh ở Hải Dương. Thế là anh ấy bảo tôi là bây giờ phải thay đổi con người của anh đi anh Trường ạ. Anh phải mặc những chiếc áo sờ tin vào. Sau đó anh ấy lại còn đầu tư cho tôi một bộ com lê nữa. Các bạn thấy từ xa xưa tôi có giờ mặc com lê đâu, đúng không? Anh ấy đầu tư cho tôi cả đôi giày đen nữa. Anh ấy tên là anh Mạnh. Nhà ở cái gì Giang của Hải Dương, Ninh Giang, Bắc Hải Dương. Quên tên rồi, hãy quên lắm. Thế là anh ấy bảo tôi là cần phải thay đổi. Thế là anh ấy đây, cái áo đỏ này là cũng do anh ấy đầu tư cho tôi. Anh ấy tặng tôi. Tôi hiếm khi nào mà đi lắp máy giặt lại còn được anh em tặng nghề lắm anh em ạ. Tuyệt vời không các bạn? Tuyệt vời nhỉ? Tôi thấy đây là một điều tuyệt vời. Mặc dù tôi không bảo là phải mọi người nên tặng, nhưng mà tôi cảm thấy rất là tuyệt vời. Chắc cả cuộc đời này tôi vẫn nhớ điều này quá. Anh Phi. Chào thông điệp vàng nhá. Đấy. Do ấm áp, không mất oxy, cả nhà lại còn được nấu ăn ở trên này nữa. Nấu ăn luôn trong nhà. Nay mà làm nồi lẩu ở đây thì tuyệt vời. À không, nếu nồi lẩu ở đây khả năng là sẽ bị không chịu nổi vì nóng quá. Bây giờ tôi đang ngồi, tôi cởi hết áo rồi các bạn. Lúc đầu tôi mặc hai áo khoác, bây giờ tôi cởi dần. Bây giờ người tôi chỉ còn mỗi nhà. Vừa test xong ông thông điệp vàng ạ. Tôi rất cảm ơn ông vì hôm qua ông tự dưng ông đưa lên một cái thông tin là cái lò đốt, cái máy sấy lên nhiệt độ cao, thế tôi khoái quá. Tôi qua làm luôn clip gửi đến anh em. Đây là một cái mô hình mà giúp chúng ta vừa sưởi ấm,
cả nhà cùng ấm, dùng bằng củi không mất oxy. Như tôi vừa chia sẻ lúc đoạn trước, vừa không mất oxy lại vừa được nấu ăn, lại vừa được ấm áp và cho cả gia đình. Đây là toàn phần sắt thép tận dụng ở ngoài Đồng Nát. Tôi mua với giá 12k 1kg. Tôi chế ra nó, riêng cái mặt bích này thì tôi phải cắt sắt mới, 25.000 một cân. Chưa kể phần đầu thừa đuôi thẹo bỏ đi. Chào anh em Sapa nhá. Chào Tiến Dũng nhá. Chào Thông Điệp Vàng nhá. Chào Phạm Đăng Thổ nhá. Chào Quang Hanh nhá. Chào Phi nhá. Chào Vòng Bi, thân phối Vòng Bi nhá. Lửa cháy vẫn đang cháy. Tí tôi sẽ bê vào trong nhà cho ấm nhà. Hai chai lóc, hai gỗ rồi. Nóng quá. Thứ gãy răng. Hai chai lóc, hai tấm gỗ lên khình trong nhà. Để cho ấm nhà. Cho thêm hai một củi nữa. Tí gỗ cái đầu. Tầm một giờ ngủ nó đẹp. Một giờ ngủ là quá đẹp đấy anh em ạ. Rồi, bây giờ nó cũng đã khuya rồi. Livestream vậy. Đúng đấy. Dũng gợi ý được đấy. Dũng gợi ý được đấy. Tại nhà tôi rồi không giặt nữa anh em ạ. Lâu lắm rồi chẳng giặt nữa. Mặc dù máy giặt này, à đây khoe với các bạn, máy giặt tôi có một cái này, một cái để vắt này, hai cái vắt, ba cái vắt, bốn cái vắt, năm cái vắt này. Đây là tôi cho ra cửa hàng mới bên ngoài kia rồi đấy. Năm cái vắt bên ngoài sân có ba cái nữa, là thành ra là tổng là có 9 cái máy vắt này, còn mấy cái nữa kìa các bạn nhỉ. Tối quá các bạn không nhìn thấy gì đấy, đấy. Còn mấy cái vắt 16 cân ngoài kia. Rồi. Cái đệm này, rồi anh ấy bảo tôi uống bia thì được, uống luôn, sợ gì, đây, cầm luôn chai bia ra tù, đây. Trời luôn, cặp mời anh Dũng này, mời Thông Điệp Vàng này, trời mời mấy bạn, mời hơi mấy bạn cho mấy bạn, thèm đi. Ấy, thèm chưa? Các bạn thèm chưa? Các bạn đã thấy độ thèm chưa? Các bạn đã thấy sự thèm, vừa thèm sưởi ấm lại vừa thèm uống bia chưa? Thèm chưa? Đấy. Các bạn bảo bao nhiêu điện để có thể tạo ra được một cái lượng hơi ấm như này được, đúng không? Nó tầm 2000W, 2000W mà cái này nó phải nóng được khoảng 2 giờ nữa, 2000W mà 2 giờ các bạn phải mất khoảng 4 số điện, đúng không? Thảo nào chú gợi ý cho anh bia, nào vợ chồng chú về đây chơi với anh nhé, Sapa nhá. Hôm nào vợ chồng chú ở trên Sapa về đây với anh. Sau đó anh gọi anh Tiên, cái anh Thông Điệp Vàng này này. Anh ấy nhiệt tình lắm. Anh Thông Điệp Vàng này nhiệt tình lắm. Cứ chỗ nào có ăn là nó đến ngay lập tức ấy. Thằng ấy ở cách nhà anh 25 cây. Nói có ăn phát nó phi xe về đây. Đi cố giả chăn để về đây ăn. Ăn mỗi bát cơm, uống vài chén rượu xong lại về. Cái bạn Thông Điệp Vàng ấy. Nếu mà em mà nhìn thấy nó, gặp nó thực tế nó có chữ A đây này. Không có chữ N đấy nữa. Không có chữ U đấy nữa. O, U bên này nữa.
tâm hồn nó ăn uống lắm. Nó ăn một bát cháo chạy 8 quãng đồng nó cũng chơi. Nói đùa thôi, nhưng mà bạn thông điệp vàng bạn ấy là cái bạn mà hôm qua quay cái máy sấy đấy. Anh đang đi trên ô tô ấy, từ Hà Nội về ấy. Thế là anh nghe quay cái tự nhiên thấy anh băng 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 máy sấy lên đến 65 độ rồi anh Trường ơi, mẹ khói quá. Các bạn cái máy đấy trước anh cũng chạy mãi rồi. Bao nhiêu chăn chẳng hết. Mẹ cứ sấy từ lúc 1 giờ chiều thì tối bao nhiêu chăn hết. Khối củi không ra đống chăn. Nào, hỏi mời anh em cái nữa nào. Đấy, con cu nó đang khóc ấy. Cu đang khóc chắc tức tối vì bố ăn không mời ấy. Thực ra uống bia uống tu kiểu này rất khó chịu. Uống rất lâu mới hết được một lon bia, một chai bia. Ông Dũng với ông mấy anh em ạ. Đấy. Nước nóng này các bạn này. Nước nóng này bốc hơi đấy. Nước nóng bốc hơi, các bạn nhìn nước hơi và hơi nước đang bốc kìa. Đó. Tí nữa tha hồ nước gội đầu. Thao nước gội đầu đây là tài củi. Tài củi mình có cái cưa máy ấy. Mình có mấy cái cưa máy. Xin chào một bạn Giáp Nghiêm vừa vào xem nhá. Hân hoan chào đón bạn. Bạn đang xem ở cuối cuối buổi livestream cho nên là có thể bạn sẽ không nắm được nội dung của livestream này. Mình chia sẻ lại một chút. Đây là chiếc lò đốt bằng củi để mình có thể sưởi ấm trong gia đình vào mùa đông mà không mất oxy. Không mất oxy nào mình vừa giải thích rồi đấy. Cái đường, thực ra cái bình này là cái bình nóng, bình nước nóng lạnh. Tôi tận dụng nó. Chúng ta sẽ thổi cấp gió, cấp oxy vào đây để đốt củi. Trong trường hợp này tôi đang làm ở đằng sau nhà này nhé, cho nên là chưa cần thiết cấp gió vào đấy để đốt nóng củi. Đằng trước này chúng ta sẽ bịt bằng kính chịu nhiệt. Kính chịu nhiệt. Sau đó thì chúng ta sẽ cho cái hơi nóng, gió nóng, hơi nóng ở đây. Chúng ta sẽ nấu được đồ ăn ở trên này. Đây các bạn đang nhìn thấy nước đang bốc hơi kìa đấy. Mà tôi vừa quay cho các bạn xem đây, tôi rán đậu này, tôi rán trứng này. Xào thịt được này. Cái ống khói này chúng ta sẽ phà nó lên trên mặt khỏi mái tôn kia. Chúng ta cố gắng làm sao để nó đi lòng vòng trong nhà chúng ta để sưởi ấm nhà chúng ta được càng nhiều càng tốt. Đó. Đấy, anh em xem lại lần nữa nhá. Cái mặt này thì tôi đang làm giày 3 ly cắt bằng máy cắt plasma. Tất cả quá trình gia công cái này mất 3 tiếng. Tôi không phải là thợ cơ khí, tôi nói rất nhiều về chuyện về điều này với anh em rồi. Tôi không phải thợ cơ khí. Trước đây tôi không biết hàn, nhưng bây giờ tôi hàn phà rồi anh em này. Đấy, phà rồi đấy. Tổng thời gian là mất 3 giờ đồng hồ là xong. Từ lúc 7 giờ đến 10 giờ 30. 8 9 10, 10 giờ 30 là bao gồm cả thời gian nghỉ và thời gian đi dọn đồ rồi là đi cho chó đi vệ sinh rồi nhốt chó vào nơi quy định, cả thời gian để lắp cảm biến để đo trộm vào khi nào, trộm vào đến đâu. Ok, nói đến cái đoạn là đo trộm vào đến khi nào, vào đến đâu là các bạn nghĩ là tôi nói phét đúng không? Ở nhà tôi thì các bạn chỉ cần đi vào ở khu vực A thì tiếng chuông sẽ một kiểu, nó sẽ thét lên các bạn. Vào sâu được tí nữa các bạn sẽ thấy nó sẽ kêu ầm lên là cướp, trộm, kèm với tiếng cười lặc lè nữa, kêu rất to làm cho cả cái làng này nghe tiếng. Vào sâu tí nữa thì chuông kêu to hơn nữa và có một cái chuông khác nó sẽ kêu lên và đèn điện sẽ bật sáng khắp nơi. Đó, trộm vào đi. Tất nhiên mình không thách thức trộm, nhưng mà về cơ bản là chúng ta cố gắng làm cho trộm sợ. Tại vì theo nguyên tắc ấy, thì tên trộm bao giờ nó sợ ánh sáng.
giá như mà cái máy giặt của mình bán chạy như kiểu cái bộ dây cái cuốn diều của ông Quân kia thì bây giờ mình giàu lắm rồi, mình đâu còn phải ngồi ở cái tường xây vách đất này nữa. Còn đâu mà phải mặc, giờ này vẫn còn mặc quần áo lao động nữa đúng không, vẫn đi đôi giày bộ đội nữa. Nhưng mà các bạn nhé, mặc dù mình đi giày bộ đội thôi nhá, nhưng mà với mình giày dép quần áo ấy là lúc nào cũng phải sạch. Mặc dù tính tình mình rất là bề bộn nhưng mà quần áo phải rất là sạch, đi làm bẩn cũng không sao, cần phát là cho xong phát là cho máy giặt ngay. Ôi em khóc quá, thật cú khóc quá các bạn ạ. Thôi tôi kết thúc live stream đây nhá, kết thúc live stream đây nhá. Anh em là xem sao lại bảo anh thôi đi anh, chứ là thôi kết thúc live stream đi ha, thì đang định kết thúc mà sao em phải giục anh thôi đi người. Anh đang định kết thúc live stream nè, mình bề bộn lắm, nhưng mà chắc là do bản tính cho đàn ông ấy đúng không ạ. Anh đọc sách anh thấy là nó báo là đàn ông đặc điểm của nó là bề bộn, còn đàn bà ấy thì đặc điểm của nó là nói nhiều. Không quên mãi nói chuyện không bia. Quân ngủ trước đi, anh test cái lò này cho mọi người vui vui mắt tí. Rồi bye bye mọi người nhé. Thôi tôi kết thúc live stream đây này, tôi đi dọn đồ để xong rồi đấy, đi gội đầu cái ngủ. Phù đang khóc ấy, baby đang khóc ấy. Bye bye.